mình đến với Opening Friday thì với cái chủ đề là Defending Software Supply Chain Security. Trong các cái môi trường banking hoặc là các môi trường được regulate rất là chặt chẽ như kiểu là y tế hoặc là quân đội. Ok, sơ qua một chút về bản thân thì hiện tại mình đang làm việc ở VBank, đang phát triển platform ở bên VBank. Thì platform ở đây bao gồm developer platform, application platform, big data platform hoặc cloud platform. Trước đó thì mình có thời gian công tác ở Techcombank và trước đó là Teco và Mytool. Hiện mình cũng đang là AWS Community Builder và big fan của Kubernetes từ năm 2016. Ok, trước khi nói về cái software supply chain security thì mình nói trước một chút về cái trend của DevOps và DevSecOps. Nó bắt đầu từ cách đây khoảng 6-7 năm rồi đúng không? Thì cái idea của DevSecOps đó là mình shift left tất cả mọi thứ chuyển sang cái chuyển về phía trái của bên Dev đúng không? DevSecOps đúng không? Mình shift left tất cả mọi thứ testing bao gồm một kiểu thử phần mềm bao gồm cả test cả security đúng không? Vậy thì trong cái mô hình DevSecOps này nó đã có security ở trong đó rồi đúng không? Thế thì tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến vấn đề về secure thêm về cái software supply chain ở đây là gì? Thế thì thực sự ở đây software supply chain là gì? Thì nói trước một qua về supply chain này, ví dụ bạn vận hành một cái cửa hàng đúng không? Bạn bán các sản phẩm đúng không? Bạn mua các cái nguyên liệu của bạn các thứ đúng không? Thì mình phải đảm bảo là cái nguyên liệu của mình mua đến từ đâu, nó có đúng là chính xác đến từ đấy không? Đấy là cái một phần của supply chain, là chuỗi cung ứng thôi đúng không? Thì software supply chain cũng tương tự như thế. Đây nói qua một chút về software supply chain thì mình cũng bắt đầu từ developer đúng không? Mình build từ source đúng không? Mình từ source của mình sẽ có quản lý ở cái version control nào đấy, mình có thể là GitHub, GitLab hay cái gì đấy đúng không? Sau đó mình build, mình sẽ pull các dependency từ các cái registry về đúng không? Và sau đó mình package lại và đưa lên các cái môi trường consumer ở đây. Consumer ở đây có thể là ví dụ như kiểu là bạn có vendor chẳng hạn, bạn build phần mềm. Consumer có thể là bên một bên khác, hoặc consumer cũng chính là công ty của mình chẳng hạn đúng không? Thế thì trong cái chuỗi cung ứng của phần mềm này nó sẽ có những cái security threat nào mà mình cần phải secure nó. Thì đây là một ví dụ từ developer đến source, đến GitLab, đến GitHub chẳng hạn đúng không? Đấy là một điểm mình cần phải secure nó, vì ai đó nếu với credential của developer này có thể bị mất đúng không? Thì ai đó có thể submit các cái unauthorized chain này đến trên GitHub và GitLab của mình, ai đó có thể commit một cái malicious lên trên code của mình đúng không? Hoặc là ngay tại thời điểm đi, nếu mà GitLab, GitHub của mình không được secure một cách cẩn thận thì cũng ảnh hưởng đúng không? Hoặc là từ điểm C, từ source đến build cũng là một cái mà có thể bị tấn công. Ví dụ như ở đây nếu mà mọi người ai làm DevSecOps, có ai làm cái step mà ví dụ như kiểu đơn giản nhất là check git có dirty trước khi build không? Theo từ cái kinh nghiệm của mình nhìn thấy thì là đa phần các bạn rất hay bỏ qua cái điểm này. Mọi người build, mọi người không quan tâm là mình đang build từ đâu, mình check là cái git có clean không chẳng hạn. Một cái step rất là quan trọng ở đây. Mình có thể biết điểm C là mình có thể view từ một cái modified source nào đấy mà không đúng là cái phiên bản từ git mà mình view. Hoặc nữa là một điểm từ D là có thể đến từ compromise view process hoặc là đến các compromise dependency. Thì các cái này xảy ra khá là nhiều rồi. Ví dụ một cái ví dụ gần đây nhất vừa xảy ra với Python một chút được không? Họ làm cái attack khá là đơn giản. Họ scan registry, họ scan những ai dùng email là custom domain và check những cái domain đấy xem có còn được tồn tại hay không. Nếu domain đấy không được tồn tại và cái package đấy được dùng khá là nhiều, họ sẽ mua cái domain đấy khá là rẻ, khoảng $10 chẳng hạn đúng không? Họ sẽ tặng mua domain đấy, họ tặng email và sau họ forward password lại. Như thế là họ đã control toàn bộ cái dependency đúng không? Và tưởng tượng có hàng ngàn, hàng triệu người ra bên ngoài đang dùng cái dependency đấy thì bạn hoàn toàn có quyền inject code vào thẳng tất cả các tổ chức đấy rồi đúng không? Ok, các cái security threat tiếp theo có thể đến từ công đoạn khi mình upload các cái package đấy lên các cái registry của mình chứa các cái artifact đấy. Hoặc là các cái chỗ chứa artifact đấy có thể bị compromise, ví dụ như kiểu Nexus hoặc là Harbor của bạn bị compromise chẳng hạn. Hoặc là cái đến giai đoạn từ mình package rồi đến lúc mình chuyển lên cái môi trường của mình, nếu mình đưa cho khách hàng nó có một cái lỗi gì đấy, hoặc là mình đi deploy lên môi trường của mình mà mình không kiểm tra lại. Thì đây là một cái hình có thể miêu tả trong các cái thread này trong cái image pipeline mà mọi người hay build trong một cái container platform. Nó gần tương tự như thế kia nhưng mà thay vào đó đây thì mình có registry là để cho certified, mình có check các cái vulnerable của base image có thể.
Ok, trước khi nói phần tiếp theo, mình sẽ có một số các cái key terminology mình sẽ hay sử dụng trong trong phần tiếp theo. Cái đầu tiên là software integrity. Cái này là nói về cái mức độ integrity của software có được modify, có được modify một cách không authorized không. Cái thứ hai là code signing là mình dùng một cái cặp private key và public key, đúng không? Mình dùng private key để mình sign cái code của mình, artifact của mình. Artifact ở đây có thể là một file ở đây, một container image ở đây, đúng không? Và mình có thể dùng public key để verify cái này xem có được sign bởi approved bởi một cái party nào đấy không. Cái tiếp theo là S-form, nó viết tắt của software bill of materials, thì nó là một cái danh sách list tất cả các cái ingredient, các cái thành phần mà mình để build ra cái software component của mình. Cái tiếp theo là attestation, đó là một cái statement, một cái metadata để cái này đã được về một cái artifact của mình, ví dụ nó được build bởi cái gì, nó được build bởi ai, thì chẳng hạn nó build bởi từ đâu chẳng hạn. Phần tiếp theo là cái provenance chính là một dạng attestation thôi, nhưng mà nó sẽ cụ thể hơn một chút. Cái attestation là attestation về build model, nó sẽ gồm là mình build từ đâu, builder là ai, cái entity đấy là builder là ai, nó build ra cái software artifact như thế nào, bằng lệnh nào và sử dụng những cái input nào như thế nào, thì cái build model sẽ trông như thế này. Ở đây mình sẽ có và platform sẽ là gì, platform gần như bạn có thể hiểu là các cái build platform của bạn, CI của bạn. Có thể gọi là GitHub Action là một ví dụ chẳng hạn, đúng không? Đây GitHub Action và GitHub Runner đấy là một cái platform mình build đây. Cái phần build nó sẽ là workflow, cái workflow của mình sẽ build như nào, nó build release hay build debug hay build như nào đấy. Bao gồm các step trong khi mình build, mình sẽ là pull dependency, mình set up cái gì đó và mình chạy lệnh gì, đúng không? Environment ở đây sẽ là run on, giống như kiểu ví dụ trên GitHub Action nó sẽ là bạn có thể chọn run on trên Ubuntu 18, Ubuntu 20 hay gì đấy, môi trường bạn run là cái gì. Ok, source là cái phần mà source code mà bạn build từ đâu, các dependency và admin đây, thì cái provenance nó là một cái attestation bao gồm những thông tin như thế này. Ok, thế làm thế nào để mình biết được cái software supply chain của mình có được secure hay không, thì Google bắt đầu advocate một cái dự án, đó là SLSA framework này, đọc là SANSA framework, nghe như kiểu là kiểu nhảy à. Thì đây là một cái security framework mà được promote bởi Google để họ đưa ra những cái checklist để mình đảm bảo, để control được supply chain của mình không bị tamper, đảm bảo được cái tính integrity của software của mình. Và sau đó mình có giúp mình để secure các package infrastructure của mình, đúng không? Thì cái SANSA framework này nó define ra các cái level để define cái mức độ secure của cái supply chain của bạn là như thế nào. Thì SANSA nó define ra 4 cái level ở đây, từ level 1 đến level 4. Level 1 thì gần như là mọi người đều đạt được rồi, nó sẽ rất là easy để adopt. Nó sẽ đưa cái supply chain của mình, cái visibility và khả năng generate cái provenance thôi, và tăng dần đến level 4. Ok, thì ví dụ thực tế của cái này như thế nào? Mình lấy một ví dụ thực tế của một project, ví dụ như là Curl project chẳng hạn, đúng không? Tại thời điểm tại mình có một cái image trên Docker Hub, đó là curl image slash curl, đúng không, version 7.72.0, và nó cái này là một cái immutable, đúng không, point vào một cái immutable là block bên dưới, đúng không, immutable artifact là SSA256 kia, đúng không, mình có nhầm một chút là nhầm gì kia. Ok, thì đây là hiện tại của mình đang có một cái image như thế này, mình có trên Docker Hub, nó chả có cái gì cả, mình không biết nó build như thế nào, nó không có provenance được define ra cả, đúng không. Mình không biết là ai build nó được build như thế nào, nó build từ source code, từ phiên bản nào, nó được build từ những dependency như nào, nothing, không có gì cả, đúng không? Đây là level 0. Thế làm thế nào để đưa nó lên level 1? Ok, để đưa level 1 thì cái điều đầu tiên mình phải có là cái build script. Cái ví dụ đơn giản nhất của mình có thể có là trong curl project này có dùng make chứ không? Thì có make file. Cái step đầu tiên để đạt được level 1 của SANSA là bạn phải có một cái build script. Ở đây trong dự án của họ thì họ dùng make file để generate cái artifact này và generate ra cả provenance của nó dự án. Thì cái provenance ở đây show ra là mình có những cái gì, mình show ra được là dự án này mình build từ source code phiên bản nào. Ví dụ mình ở đây là mình build từ curl image slash curl, đúng không, từ cái GitHub là curl docker và phiên bản git SSA là D6525 kia. Đấy là một cái thứ hai là builder information. Builder information có thể là local, tác giả của curl có thể tự build được,
hoặc là nó có thể một cái platform nào đấy. Thì trong ví dụ này giả sử nó đang là local chẳng hạn, đúng không? Và cái entry point là cái script để mình dùng để generate ra cái artifact này là gì, là make o ở đây là cái lệnh để chạy ra đây là cái này. Thì ở cái state này nó sẽ có cái proven này nhưng nó chưa chứng minh được cái gì cả, đúng không? Nó không có protection gì đến cái forking hay là gì cả, nhưng mà nó có thể làm được cái gì, ít nhất nó list được là mình build từ đâu, đúng không? Ít nhất mình có thể dùng cái đấy để có build từ máy nào, đúng không? Mình có thể dùng cái này để check với các cái vulnerability hiện tại được, đúng không? Đấy là cái duy nhất mình có thể làm được tại thời điểm hiện tại. Ok, để move đến level 2 và level 3 thì chúng ta cần phải sử dụng một cái hosted build service. Hosted build service ở đây có thể là Travis, có thể là GitHub Action, và mình dùng các cái build service đấy để generate cái provenance cho mình. Trong ví dụ như trước ở level 1 thì mình dùng cái build service là local, đúng không? Nó không có gì đảm bảo cả. Để lên đến level 3, các cái build service này và các cái source control ở đây có thể là GitLab và GitHub này phải cần implement các cái loại security control khác. Nó sẽ có một list ở trong cái trong web của Sunshine Framework này, slsa.dev. Nhưng mà để đi lên level 3 của mình thì mình cần cái là các cái framework, các cái build service đấy họ phải certify là họ đã đạt được đến cái chuẩn để đến Sunshine level 3 rồi. Họ đã implement các cái security control này và được add ở đây rồi. Thì mọi người có thể nhìn thấy trong cái này nó sẽ là thay đổi một chút, cái provenance ở đây sẽ thay đổi một chút này. Mình bắt đầu có builder là Travis CI rồi. Mình bắt đầu list được các dependency của mình, ví dụ đây là unpy hoặc là package curl dev, và mình có entry point là Travis, có signature ở đây rồi, và có các dependency point đến các cái project khác rồi, ví dụ như kiểu nhá, mình depend vào unpy sử dụng cái SSR 256 như thế nào, mình build từ source code, từ curl docker từ version nào, và cái curl dev package mình dùng version nào. Ok, thế thì để đạt đến cái level cuối cùng của cái Sunshine Framework thì mình cần phải làm những gì nữa? Cái này, cái điểm đầu tiên nó là liên quan chút đến một chút đến kiểu process, giống như kiểu mình có code review process bây giờ. Thì Sunshine Framework yêu cầu để đạt được level 4 của mình thì mình phải có two-party source control, tức là phải có build review process, người review phải có nhìn được tất cả những cái change mà người propose ra, thay đổi ra, và mình phải có một cái heavy review là cái quá trình build của mình nó hoàn toàn phải là reproducible. Mình có thể làm đi làm lại, output ra nó sẽ phải 100% bit by bit, đúng không? Tức là cái hash của cái file artifact nó sẽ phải giống hệt nhau sau mỗi lần build. Và cái requirement thứ hai phải có complete dependency. Giống như cái image vừa nãy thì mình chỉ list ra đến đây là cái của level 3, đúng không? Mình chỉ list ra được đấy là mình dùng đến unpy này, mình dùng đến curl dev này. Nhưng mà các cái dependency này nó có provenance của nó riêng không? Thì level 4 mình cần phải có như thế. Thì cái full picture sẽ trông giống như thế này. Phiên bản cuối cùng của nó sẽ là complete dependency của tất cả cái provenance của kể cả dependency nữa, complete provenance của cả cái tree của nó. Thì như thế này mình đã đạt đến Sunshine level 4. Ok, thế đây là cái ví dụ mà của dự án curl chẳng hạn. Thì cái mình nói đến là trong trường hợp này là các cái môi trường được regulate rất là chặt, giống như kiểu là bank, giống kiểu là các cái tổ chức y tế hoặc là quân đội chẳng hạn, đúng không? Thế thì họ thường ví dụ như từ kinh nghiệm của mình ấy, từ trong bank ấy, họ build rất là ít, họ buy rất là nhiều, đúng không? Thế thì riêng cái pipeline này nó nằm ở phía vendor rất là nhiều rồi. Thế bank làm thế nào để có thể control được, secure được cái quá trình build pipeline như thế này, đúng không? Ok, thì trong Sunshine Framework nó define ra bốn cái category chính mình cần phải secure của mình. Đầu tiên là phần từ source code, phần thứ hai là view, phần thứ ba là provenance, và phần thứ tư là các cái mục khác, các common khác cho dành cho tất cả các mục khác. Thì từ source code, cái yêu cầu đầu tiên của nó là yêu cầu là tất cả các commit được commit vào đều phải sign. Cái mình có thể hoàn toàn dùng Red Hat key, mình có thể GPG key dùng để sign commit của mình, hoặc nếu tốt hơn, nếu kiểu trong một cái môi trường mà tuyệt vời hơn nữa thì bạn có thể dùng chính OIDC của bạn. Không, bạn tích hợp thêm một cái CA, bạn có thể gen ra key theo từng mỗi lần bạn muốn sign. Bạn sign vào OIDC, gen ra key, sign image, bỏ nó đi. Yêu cầu thứ hai của source code là bạn phải giữ cái source code đấy vĩnh viễn. Thì cái này cũng khá là dễ rồi, đúng không? Không có gì để nói nhiều. Và yêu cầu thứ ba của nó là cái review process của Sunshine Level 4 là bắt buộc và có
ít nhất 2 person review process. Về mặt quá trình build thì Sansa yêu cầu là tất cả các cái quá trình build và S-code, mình ví dụ ở đây S-code có thể là mình bạn có Jenkins file và có từ một cái project subsidiary ở đấy, nó có thể ship tất cả các cái job đấy vào Jenkins. Mình manage tất cả file này S-code, bạn có thể dùng Tecton cũng được. Cái tiếp theo đó là ephemeral builder, bạn có thể tạo ra các builder mà on demand. Trong trường hợp này bạn mình có thể ví dụ như kiểu là mình dùng Jenkins với các cái Katamess, mình spun các cái job này thành các cái pod trong Katamess, người ta chạy các cái job này. Và tất cả các cái build phải parameterless, không có parameter trong quá trình build. Và điểm cuối cùng của nó là trong phần build là reproducible. Mỗi lần mình build, artifact phải ra phải giống hệt nhau, từng bit một, 1010 thì phải lần nào build cũng phải ra thứ tự như thế. Và để đảm bảo cuối cùng là cái hash của nó phải giống hệt nhau. Cái yêu cầu tiếp theo là về phần provenance. Cái provenance này phải được generate bởi build service. Build service này phải được certified, không được build từ local. Ví dụ kiểu bây giờ mình không thể deploy một cái artifact mà build từ một cái machine của dev được, đúng không? Một bạn developer ở đây bạn tự build trên một cái môi trường của bạn thì cái provenance này không có ý nghĩa. Và phần cuối cùng là các cái phần common, thì cái này không phải nói thì mọi người sẽ biết là tất cả những cái component trong toàn bộ cái supply chain của mình sẽ phải được secure, sẽ phải được cập nhật phần mềm security patch thường xuyên, tất cả thứ log, access và get lại và minimum access đến tất cả thành phần component trong toàn bộ supply chain. Ok, thế thì đây là cái việc mình cần làm. Thì có những cái tool nào mà mình có thể apply trong để đạt được cái Sansa level 4 này? Thì có một số project khá phổ biến ở đây, mình có thể mention là project Corsair. Corsair là một project của Sixstore. Cái idea của Corsair là nó sẽ size các cái image đấy. Bạn có thể dùng một cái cặp static key, một cặp public và private key. Thì khi nó size image, thì nó dùng private key nó size. Và sau đó nó up public key lên để một chỗ nào đấy cho mọi người có thể access được. Và mọi người thử public key để verify lại cái container đấy đã được size đúng chưa. Thì cái này là một cái giải pháp trước đây Corsair propose ra, nhưng mà Corsair đưa ra một cái giải pháp tốt hơn nữa, đó là keyless signing. Thì vậy, đi kèm với Corsair, họ sẽ release ra hai project ở phía dưới là Raycore và Fusio. Thì cái idea của nó rất đơn giản, bởi vì là cái việc sign cái image này mình không cần dùng private key, đúng không? Mình không cần giữ cái private key lâu làm gì. Nếu mà mình giữ lâu thì mình sẽ sợ nó bị leak, đúng không? Mình sẽ phải rotate cái private key đấy, đúng không? Thì cái idea của nó là mỗi lần sign image nó sẽ gen ra một cặp key riêng, nó sign xong nó xóa đi và public key lên một chỗ nào đó. Thì cái public key sau này sẽ người trên cluster của mình, không, mình sẽ phải download public key đi về, mình verify xem cái provenance này đúng chưa, đúng không? Thì mình có thể download được như thế. Một số project khác phổ biến như kiểu Notary hoặc là Grime. Notary thì được sử dụng bởi Docker Hub. Có InToto Framework, nó là define các expect của cái này. Một project khác khá là hay là của Sixstore, đó là Insight. Thì trước đây mình sign các commit, mình hay dùng các cặp static key. Mỗi user add cái key của họ vào, đúng không? Và sau đó họ sign cái commit của họ với cái key đấy. Nhưng mà như thế thì cũng không an toàn lắm. Vì again, cái vấn đề đó là nếu bị cái key đấy bị leak thì làm sao, đúng không? Mình không thể đảm bảo là các cái máy developer nó đều secure kiểu như thế, đúng không? Thì cái project này nó hay hơn một điểm là nó sẽ tích hợp thẳng với OIDC, với identity của tổ chức của bạn. Ví dụ giả sử công ty bạn dùng cái gì đó, ví dụ GitHub chẳng hạn, thì có thể sign thẳng với GitHub và sau đó send ra key, sign cái đó và sau đó bỏ đi. Hai project tiếp theo mình mention đến là OPA và Kibano. Thì đây là hai cái application controller mà mình có thể viết các policy engine. Thì ngoài việc viết policy engine chung thôi, còn ngoài việc các viết các policy đấy, mình có thể verify các cái governance mà được generate ra bởi các bước trước. Mình để đảm bảo là kiểu image này đã được sign bởi một cái trusted view service provider này, đúng không? Thì people khi nào nó verify cái đó success thì mới được phép deploy. Bài nói chuyện của mình kết thúc ở đây. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì cứ. Vâng, em cảm ơn anh đã chia sẻ một chủ đề về security rất là hay. Vâng, sau đây thì có trong hội phòng thì có anh chị nào làm trong mảng lĩnh vực về security không ạ? Cho em xin những nhanh tay ạ. Vâng, thế không biết là anh sau khi nghe bài trình bày của anh Trần Tuấn Anh thì có câu hỏi gì dành cho anh không ạ?
Cảm ơn anh về cái phần trình bày của anh. Thì cái em có nghe một cái đoạn là anh nói là khi mà mình sai xong á thì mình sẽ sợ cái gravity bị lít á, thì tại sao người ta lại tìm tới cái hướng là dùng mỗi lần ký là dùng một cặp khác nhau mà người ta mà không dùng những cái hướng như là dùng những cái kỳ vật lý giống như là cái Yubico á, không biết anh biết cái đó không, YubiKey á. Cái đó cũng là một giải pháp nhưng nó tốn tiền hơn đúng không, là hardware key đúng không, sẽ tốn hơn. Cái này cũng cái điểm lợi hơn là nó tích hợp thẳng với các cái identity của chính công ty của mình. Ví dụ giả sử mình có một cái OIDC nào đấy đúng không, mình dùng key clock trong nội bộ chẳng hạn, hoặc mình dùng AD trong nội bộ chẳng hạn đúng không, mình có thể login vào cái đấy, hệ thống đấy của mình, thì nó sẽ giảm tải. Như kiểu khi bạn onboard hoặc là bạn nó nghỉ đúng không, phải lại trả lại cái key đấy, mà nếu cái quá trình trả lại bạn quên hay là gì đấy đúng không, thì mình rất khó phải revoke lại các cái key đấy. Nhưng mà nếu tích hợp với các cái identity của cái công ty, của tổ chức của mình thì cái việc đấy là nó nằm trong cái quá trình onboard luôn đúng không, nó sẽ tiện hơn. Và cái thứ hai nữa là cái key private key này mình không có nhu cầu dùng lại, cái mình cần dùng lại chỉ là public key, thế nên là mình có thể generate ra và mình xóa đi, mình không cần lưu luôn xuống disk luôn, mình để trong memory và mình remove hoàn toàn. Sau đó mình sẽ publish cái public key của mình lên một cái transparency log nào đấy, thì again nó sẽ trả ra bạn một cái số kiểu ID 1234. Thì khi mà bạn deploy lên Katamet chẳng hạn đúng không, nó sẽ thấy cái transparency log ID là 1234 chẳng hạn, nó lên transparency log, nó download cái public key đi về và nó verify, thế thôi. Dạ, cảm ơn. Em muốn hỏi một cái ví dụ về dùng Kivano để verify cái signing của Scott ấy. Thì em chưa dùng nên em muốn có một cái ví dụ về cái này. Ok, OPI với Kivano nó là cái policy engine management chung chung thôi, nó không phải là cái gì riêng biệt dành. Nó là một cái tool mình có thể dùng được cho cái này thôi, còn không nhất thiết bạn có thể bảo đảm an toàn có thể viết một cái emission controller của riêng bạn dành riêng cho việc này, nhưng mà như thế nó rất là mất công sức đúng không, bạn hoàn toàn có thể leverage các dự án mà như kiểu Kibero hoặc OPA để có thể viết cái đấy. Thì cái idea của nó rất đơn giản, bạn hoàn toàn có thể verify bằng kiểu nếu bạn dùng static key một cặp key static thì bạn có thể hard code cái public key vào và verify. Còn nếu bạn muốn dùng theo kiểu keyless thì bạn có thể lấy cái transparency log, thì nó sẽ có phức tạp hơn một chút. Nhưng mà cái này thì nó cũng được Kibero và OPA viết các ví dụ lên là tích hợp sẵn với Sixstore rồi, cho nên là cũng không cần phải viết gì cả. Mà trên trang web của hai dự án này đều có ví dụ để làm cái này rồi. Dạ, cảm ơn. Cái này thì nó sẽ có những cái pros và cái cons, đặc biệt là vì liên quan security sẽ liên quan performance và cả process. Thế khi mà triển khai cái này thì nó ảnh hưởng gì đến cái quá trình build, release, deploy của mình, đặc biệt là về cái thời gian ấy, cũng như là về con người. Ví dụ em lấy ví dụ em nhìn trong đây phát là có chụp partition control hai ông review này là sẽ thấy là có những cái khác anh có thể automation được đấy, nhưng mà sau khi xong cái này xong sẽ chắc chắn sẽ còn phải những cái liên quan đến CI/CD rồi là test tiếp các thứ nữa, thì liệu rằng nó có bị kéo dài cái thời gian để mà kiểu như là build code như là deploy không ấy, là anh sẽ khắc phục những cái là gì? Theo bảo là cái phần manual mình không thể automate được ấy. Thì vấn đề của con người lúc nào cũng sẽ phải là giải quyết bằng two review đúng không, two party review thôi, không thể tránh khỏi cái đấy được. Nhưng mà trong những tổ chức mà anh làm mà engineering focus một chút thì cái process cho cái code review, người thứ hai sẽ là code owner của cái đoạn đấy, và người thứ ba có thể là expert của cái ngôn ngữ đấy. Tức là một số chỗ nó thường sẵn rất nhiều cái two party review này, như anh thấy khá là lỏng so với code review process của một số công ty. Thế nên việc adopt cái này thì anh nghĩ là có vấn đề. Nó là nếu bạn đã làm code review tốt rồi thì gần như cái này là given luôn, không cần phải check lại. Cho em xin hỏi câu là vừa nãy các bạn là cái build service thì nó phải được certified thì mới đạt cái level 4 hay level 3. Thì nếu mà trong nội bộ thì mình dùng các kiểu như Jenkins hay là GitLab Runner thì nó có được certified. Cái certified process này vẫn đang Sansa Framework, nó đang là work in progress, họ vẫn chưa ra cái phiên bản 1.0 của Sansa Framework này, họ đang chuẩn bị release 1.0 thôi. Nhưng mà họ sẽ đưa ra các cái yêu cầu để giúp có thể mình certify được, nhưng mà cái việc đầu tiên họ focus vào trước là giúp cho các tổ chức khác, các cái hosted build service khác certify trước, và sau đó mình có thể theo cái guideline của họ và mình verify cái của mình. Dạ, cảm ơn.
Vâng, còn có các anh có đang muốn đặt câu hỏi cho anh Trần Tuấn Anh không ạ? Vâng, nếu mà mọi người không còn câu hỏi gì nữa thì em nghĩ là sẽ sau phiên thuyết trình hôm nay thì mọi người có thể chia sẻ với anh Tuấn Anh ngoài phiên tea break ạ. Vâng, xin cảm ơn anh.